Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại là Toàn đang đứng bên khu nghiệp Hòa Phú luôn, và trước mặt của Toàn là quốc lộ 1A, và đối diện bên đó là chợ Phước Yên của tỉnh Vĩnh Long mình nha anh chị em. Miếng đất của mình ngày hôm nay thuộc dạng là kinh doanh mua bán, là nó cũng khá là ngon nha, đặc biệt là nó gần bên trường học luôn anh chị em mình. Và cái địa chỉ của miếng đất ngày hôm nay là nó thuộc xã Phú Quế, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Và đây là chợ Phước Yên của Vĩnh Long mình, nó sát bên khu công nghiệp Hòa Phú luôn. Và cũng từ cầu Cần Thơ qua tới miếng đất ngày hôm nay thì 40 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 30 km. Cầu Mỹ Thuận vô đây thì 30 phút chạy xe thôi, khoảng cách của nó là 20 km. Bến xe miền Tây về đây thì mất 3 giờ đồng hồ nha, khoảng cách của nó là 130 km nha anh chị em mình. Và cái khu vực này thì nó sắp lên thị trấn rồi nha anh chị em. Và kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em mình ngày nào cũng như ngày nấy nha, cứ 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình. Anh chị em mình xem nhớ chịu khó đăng ký kênh ủng hộ Toàn với đất với nhà Toàn có hàng ngày luôn, đất mới không á anh chị em mình coi miếng nào được thì muốn ủng hộ Toàn với nha. Và đất của Toàn đưa lên giới thiệu bán cho anh chị em mình á, thì đa số là nó không bao giờ bị dính quy hoạch nha. Toàn cũng có xem trước cho anh chị em mình rồi nên khoảng đó anh chị em mình yên tâm. Cái khu vực này phạm vi cây số trở lại thôi, có trường học Cửu Long rồi tá lã sầu ngầu đó. Quan trọng nó gần khu nghiệp, sát bên khu nghiệp Hòa Phú luôn. Và đây là con đường vào đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nè. Và trước mặt anh chị em mình đó là trường Hòa My của xã Hòa Phú luôn á, và miếng đất của mình á là nó cặp hông với lại cái trường này luôn. Để Toàn xuống Toàn dựng cái xe cái rồi Toàn nói chuyện với anh em chị em mình thêm. Và cái con đường này là nó có thể hiện trên bằng phán luôn nha anh chị em mình, bằng phán thể hiện đường đi nha. Và đồng thời cái đường này đường lưu thông nha, nó xe hơi chạy vẫn được, hai chiếc qua ngược chiều nhau thì nó hơi né né nhau một chút xíu vẫn qua được. Cái sào đồ này nó hơi bị vô duyên nha, và vị trí ngang tay Toàn, ngang trước của đất mình á, nó ngang qua tới bên cái gần sào đồ đây luôn là 7 m. Nói chung á, ngang trước ngang sau của đất mình ngày hôm nay đều là 7 m. Và tổng hết diện tích của miếng đất của mình ngày hôm nay á, là nó được 101 m nha, cạnh dài vô đụng mấy tường đó. Hai cạnh dài của đất mình ngày hôm nay á, đều là được 14 m 5 tấc nha. Hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Khu vực này á, thì anh chị em mình lên full thổ cư luôn cũng được nữa. Khu vực này giờ lên thổ cư nó cũng hơi mắc anh chị em mình, nó cũng 900 đến 1 triệu cả triệu diện mét khu vực này rồi, mốt lên phường nó còn mắc hơn nữa nha. Và cái con đường này nè, con đường này anh chị em thấy không, nó chạy đâm vô thẳng ngay trường học luôn, là nó không có đâm vô miếng đất mình. Bởi vậy tính ra miếng đất mình là phong thủy thì nó không có kỵ nha, và đồng thời rất là tốt nữa là khác. Còn mà như cái nhà đó, cuối đất mình đó, cái nhà đó tính ra phong thủy là thuộc dạng người ta gọi là đâm hông anh chị em mình. Và chủ kêu bán hết cái miếng đất này với giá là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị em mình. Đất này của mình ngày hôm nay đi cất nhà thuộc dạng là hướng Nam nha. Để Toàn quay sơ lược xung quanh miếng đất cho anh chị em mình xem luôn nè. Miếng đất này giá có 1 tỷ mốt là khu vực này thuộc dạng là giá tốt lắm rồi nha. Vị trí rất là ngon luôn, anh chị em mình coi được thì tranh thủ mua miếng đất này nha. Theo Toàn thì miếng đất này nó tốt á.